Rồi, chào Gia Long xin mến chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh trong buổi tối hôm nay, buổi tối thứ bảy ngày 12 tháng 3 quý vị ha. Thì Long này quay trở lại vườn của bé Xuân để chia sẻ một cuốn video gửi tới toàn thể quý anh chị mình, chúng ta cùng xem và giao lưu quý vị. Thì cũng hy vọng sẽ được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý anh chị mình. Rồi, xin chào bé Mai Xuân Lê, bé chủ vườn ha. Dạ, em chào anh Long, em chào quý cô chú anh chị đã đến nhà vườn Mai Xuân Lê của em ha. Thì hôm nay anh Long đến thì em cũng có giới thiệu một số cái tác phẩm giá mềm cho quý cô chú anh chị em về để chơi, và có gì thì nói chung giá mà có không có hợp lý hay là có gì sơ sót thì quý cô chú anh chị có gì bỏ qua giùm em ha. Và em xin nhắc lại là địa chỉ vườn của nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Và số điện thoại liên hệ với em là 0356731116 ạ. Thì bây giờ thì em cũng mời quý cô chú anh chị và anh Long vào trong để em xin giới thiệu một số tác phẩm ạ. Ok, bây giờ mời quý anh chị mình cùng đi vào bên trong chia sẻ một số tác phẩm trong clip vào buổi tối thứ bảy hôm nay để quý anh chị mình xem và giao lưu quý vị ha. Rồi, tác phẩm đầu tiên trong cuốn video hôm nay đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm mở đầu thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng nha. Linh sam hoa trắng phớt hồng, dạ. Cây mini để bàn thôi ạ. Dạ, mini để bàn, hàng xếp đế, cốt cành già ha. Phơm tàn mịn và đang cho hoa trên cây luôn. Bà Sơn có thể cầm lên để quý anh chị dễ hình dung không ạ? Và tác phẩm cây linh sam hoa trắng phớt hồng mini như thế này thôi quý vị ha. Dạ. Giá là bao nhiêu tiền bà Sơn ha? Dạ, cây này giá là 1.800.000 em bao ship ạ. 1.800.000 cho tác phẩm cây linh sam hoa trắng phớt hồng mã số 1 như thế này đấy quý vị ơi. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Ok em. Dễ thương. Hoành của nó là 17 ạ. Hoành thân là 17 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 21. Cao 21 cm. Dạ. Tán ngang của nó là 35. Tán ngang là 35 cm ha. À. Đây quý vị này. À, quý anh chị mình có thể mình xem mặt đế ha. Xếp đế. Và phần cột cần ở trên cũng được làm rất là gọn gàng rồi đây. Cái này thì dòng cây đĩa bàn đang ngon lên nụ hoa rất là nhiều ha. Cây mini. Rồi, ok. À, như vậy chúng ta sẽ di chuyển sang tác phẩm cây số 2 nha quý vị. Dạ, dạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 2 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 2 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng nha. Linh sam hoa trắng phớt hồng. Dạ, cây đang cho hoa đầy cây luôn và cho trái luôn ạ. Cây thuần chậu ha, bẻ đế coi nè. Đế nở cũ, bỏ cọng rất là đều ạ. Cái này thì khả hơn cái kia một xíu ha. Dạ. Nhưng mà tiền thì khả hơn hay là giống nhau? Dạ cũng vậy ạ. 1.800.000 ha. Dạ. Bên chị mình nếu như mà ấy được làm lấy một cặp như thế này luôn được quý vị này. Dạ đúng rồi. Lấy 2-3 cặp cũng được luôn. 2-3 cặp cũng có luôn ha. Ừ. Đây, quý anh chị mình có thể ngắm nhìn dàn để xếp ở phía dưới rất đều ha. Dạ. Phần cột cần ở phía trên này cũng khá này quý vị này. Phong tang ở trên này là thì kính mít hết rồi. Mình đều. Giá là 1.800.000 cho tác phẩm cây linh sam hoa trắng phớt hồng mã số 2 này. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 15 ạ. Hoành thân là 15 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 21. Cao là 21 cm. Dạ. Và tán ngang của nó là 37. Tán ngang là 37 cm ha. Dạ. Giá là 1.800.000 em bao ship cả chậu ạ. Dạ, 1.800.000 quý vị ha. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ mời quý anh chị mình chúng ta cùng di chuyển sang tác phẩm tiếp theo là tác phẩm cây số 3 quý vị. Rồi, tác phẩm cây mã số 3 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 3 thì em xin giới thiệu đây là một cây nguyệt quế ha. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Một em nguyệt quế. Ừ. Đường thân lắc. Lắc rất là khéo cây luôn. Cái này đường thân lắc đẹp lắm quý vị nhé. Dạ, phơm tàn mịn rồi ha. Thuần chậu luôn ạ. Em nguyệt quế là xoắn hoa chùm ha. Dạ. Để Long quay kỹ hơn về cả bộ phận chi tiết của cây quý anh chị mình cùng ngắm nhé. Đây quý vị này, đây là cái phần để ở phía dưới. Chúng ta có thể ngắm nhìn một tác phẩm cây nguyệt quế là xoắn hoa chùm. Có bộ đế cũng được trải đều và đường thân. Điều biệt thì đường thân cái này có lắc quý vị ạ. Đường thân có lắc và cột cần cũng khá. Đây, đường co của nó này. Cột cần cũng tạm tạm rồi. Đấy, một em nguyệt quế là xoắn hoa chùm như thế này.
cây mã số 3. Rồi tiếp theo thì em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 28 ạ. Hoành là 28 cm. Chiều cao của nó là 44. Cao là 44 cm. Và tán ngang của nó là 71. Tán ngang là 71 cm. Dạ. Thì cây này em xin giao lưu với giá là 4.8 triệu ạ. 4.800.000 cho tác phẩm cây Nguyệt Quế là xoắn bông chung. Dạ. Mã số 3 như thế này quý vị ha. Dạ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ sang cây mã số 4. Rồi, tác phẩm cây mã số 4 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm mã số 4 thì em xin giới thiệu đây là một cây mai chiếu thủy lá trung nha. Cây có hai thân ha, lắc. Phân tàn mịn kín cây hết rồi. Mai chiếu thủy lá trung ha. Dạ. Thần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Phân tàn rất là mịn luôn ạ. Cái này đường thân của nó đi đẹp lắm quý vị nhé. Dạ. Hai thân nó đi giống như kiểu mai chiếu thủy mà cái đường thân nó giống như kiểu cây linh sam luôn đó quý vị. Khéo cây lắm ạ. Đây để Long quay kỹ hơn để quý anh chị mình cũng đánh giá cây. Đây quý anh chị ngắm nhìn mặt đế cũng tạm được ha. Và điều biệt thì nó có một cái cân. Đây, một thân đi lên này, vòng lên này. Một thân đi ngang qua quý vị. Đi mà đi kiểu xoắn ốc đó quý vị. Cột cân cái này cũng khá hết rồi á bà Sơn ha. Dạ đúng rồi. Phong tàn cũng mình quý vị ha. Rồi em xin phép em đo kích thước cái này nha. Hoành cũ của nó là 27 ạ. Hoành cũ dưới là 27. Dạ. Chiều cao của nó là 34. Cao là 34 cm. Dạ. Tán ngang của nó là 59. Ngang 59 cm ha. Dạ. Thì cây này giá là 5.8 triệu ạ. 5.800.000 cho tác phẩm cây mai chiếu thủy mã số 4 này quý vị ha. Dạ. Ok, chúng ta sẽ di chuyển sang tác phẩm tiếp theo cây mã số 5 quý vị ha. Dạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 5 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 5 thì em xin giới thiệu đây là một cây nguyệt quế ha. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cái này có một cái bề đề ở phía dưới nhìn nó rất là lực luôn quý vị này. Dạ đúng rồi. Hầm hồ lắm quý vị. Với cái cây cái tàn nó cũng to nữa nè. Mấy cô chú anh chị có thể thấy. To lắm, to hơn em rồi đó. Nguyệt quế là xoắn hoa chùm. Đùi cành cũng già. Đây quý anh chị mình thấy một cái bề đề ở phía dưới quý vị. Cái bệt để của em Nguyệt Quế là xoắn hoa chùm ha. Rồi các cái đuôi cần ở trên cũng to như bằng ngọn chân cái hết rồi. Đấy, những cái đuôi cần này bằng ngọn chân cái hết quý vị. Có lắc này. Giá là bao nhiêu tiền hả bà Xuân? Dạ cái này giá là 5.500.000 ạ. 5.500.000 cho tác phẩm cây Nguyệt Quế mã số 5 này quý vị ha. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 48 ạ. Hoành thân là 48 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 45. Cao 45. Tán ngang của nó là 94. Ngang là 94 ha. Dạ. Dạ là 5.500.000. Dạ 5.500.000 ạ. Rồi, ok. Bự biết luôn. Ta sẽ di chuyển sang tác phẩm cây mã số 6 quý vị ha. Dạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 6 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 6 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu siêu trái ha. Cây ổi tàu siêu trái ha. Dạ, cây hai thân ạ. Hai thân nhìn cũng rất là hay, quyện nhau quý vị ạ. Dạ, quyện nhau. Và cây đang cho trái trên cây luôn. Ổi tàu siêu trái, dòng này thì trái nó ra liên tục quý vị, quanh dạ, năm luôn rồi. Đấy. Quanh năm. Củ để ở phía dưới này. Cũng nở củ. Đường thân ở trên này. Đây quý anh chị mình có thể ngắm nhìn đường thân ở trên. Rất là hay ha. Phong tàn. Phong tàn cơ bản định hình hết rồi. Giá tiền thì bao nhiêu hả bà Xuân? Dạ cái này em xin giao lưu với giá là 2 triệu ạ.
2 chiều cho sản phẩm cây ổi xẻ mã số 6 này quý vị ha. Rồi, em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 21 ạ. Hoành thân là 21 cm. Chiều cao của nó là 47. Cao 47 cm. Dạ, tán ngang của nó là 56. Tán ngang 56 cm ha. Giá dạ. 2 triệu. Dạ 2 triệu. Bao ship cả chậu. Bao gồm phí ship và cả chậu quý vị ha. Dạ dạ. Ok, chúng ta sẽ sang cái mã số 7 quý vị. Rồi, tác phẩm cây mã số 7 quý vị. Tác phẩm số 7 em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu siêu trái nữa nha quý chú anh chị. Trái trên cây rất là nhiều luôn nè. Trời, ra chùm chùm trái luôn quý vị. Đẹp ha. Nhìn đã đời chưa? Đã lắm. Quá chiều trái luôn. Đường thân quý anh chị mình có thể nhìn thấy được hết ha. Co lắc. Nói chung là rất là duyên cây nha quý cô chú anh chị. Mặt đế. Đế thì gọi là tầm tầm thôi ha. Bình thường thôi, nhưng mà cái đường thân nó bù lại cái đường thân và phong tàn trái rồi cũng ok lắm. Tiền thì như thế nào? Giá nó cũng rất là mềm luôn á. Cây này giá 1 triệu 9 á. 1 triệu 9 hả? Dạ. 1 triệu 900 cây cho tác phẩm cây ổi xẻ mã số 7 này quý vị ạ. Mềm lắm. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 15 ạ. Hoành thân là 15 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 34. Cao 34 cm. Tán ngang của nó là 56. Tán 56 cm. Dạ. Giá là 1.900k cho tác phẩm cây ổi xẻ mã số 7 này quý vị. Dạ, 1.900. Cũng rất là dễ chơi ha. Rồi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu tác phẩm tiếp theo ạ. Tự nhiên. Rồi, tác phẩm cây mã số 8 đấy quý vị. Tác phẩm số 8 thì em xin giới thiệu đây là một cây mẫu đơn đỏ lá nhỏ nha. Trắng đỏ lá nhỏ. Dạ. Cây dáng bay ha. Phơm tàn mịn nè. Đùi cành cây liền xẻo luôn ạ. Bộ đế cũng đẹp lắm. Đang lên chân bông đầy cây hết. Cái bệ đế nó ra là hết mặt chậu luôn á quý cô chú anh chị. Đây, lòng quay kỳ hơn quý anh chị ha. Cây đẹp quá. Mặt đế, cây này được cái củ đế nở gần như là ôm kín chậu này. Dạ. Các cái đùi cành ở trên nuôi cũng già cây rồi. Quý anh chị mình có thể thấy được ha. Một em trắng đỏ lá nhỏ. Dạng siêu siêu cũng đang ra trên bông nhiều đấy quý vị ơi. Cái này thì bao nhiêu tiền vậy Sơn? Dạ cái này em xin Zalo với giá là 4 triệu ạ. 4 triệu cho phẩm cây trắng đỏ là nhỏ mã số 8 này quý vị. Dạ em đo sơ thông số để vị trí nắm bắt ha. Thân của nó là 14 ạ. Thân là 14 cm. Dạ. Bệ đế của nó là 36 ạ. Dạ, 36 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 34. Cao 34 cm. Và tán ngang của nó là 59. Tán ngang 59 ha. Ừ. Giá 4 triệu. Cây này em xin Zalo với giá là 4 triệu ạ. 4 triệu đồng quý vị ạ. Em bao ship cả chậu luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây mã số 9 quý vị ha. Dạ ok anh. Rồi cây mã số 9 đây quý vị ơi. Tác phẩm số 9 thì em xin giới thiệu đây là một cây mai chiếu thủy lá trung nha. Mai chiếu thủy lá trung. Dạ. Cây cái phong tàn rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Phong tàn thiên nhiên. Cái này gần như cũng hết thèo đó quý vị ạ. Dạ xé bánh rất là rõ luôn. Không thể chơi vào đâu được. Cái này thì dàn bonsai để bàn thôi, mini. Mini để bàn. Mà củ cũng bự lắm nha, gốc cũng to. Đây. Để này. Và nhiều cái nụ nền ở trên thân quý vị ha. Anh chị có thể cảm nhận một tác phẩm cái mai chiếu thủy mini như thế này. Cột cần cũng khá khá đấy quý vị ạ. Ok, mình sẽ tiến hành đo thông số và giá tác phẩm cây mã chiếu thủy mã số 9 này ha. Dạ, rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cũ của nó là 21 ạ. Hoành cũ là 21 cm. Hoành thân của nó là 17. Thân là gì là 17 cm. Chiều cao của nó là 27. Cao 27 cm. Tán ngang của nó là 35. Tán ngang 35 cm ha. Cây này em xin Zalo với giá là 1 triệu 8 ạ. 1
1.800.000 cho tác phẩm cây mai chiếu thủy mã số 9 này quý vị ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang một tác phẩm tiếp theo, cây mã số 10 quý vị ha. Dạ. À, cây mã số 10 đây quý vị ơi. Mã số 10 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng ha. Sam hoa trắng phớt hồng. Dạ, cây có đường thân co lắc ha. Dáng bay à. Dáng bay rất đẹp, nhìn cây cổ thụ lắm quý vị nhé. Nhìn cây lắm nha. Củ cũng bự nữa. Đế đẹp ha. Đường thân co lắc. Cây đã lên chậu ổn định rồi nha quý cô chú anh chị. Về mình chỉ việc mình chơi thôi à. Đây, cái đường thanh linh sam là nhìn đi hay lắm quý vị nhé. Đây, củ đế này. Đây, đường thanh nó có đường thanh nó đi này. Ngoan lên, bay ra quý vị. Cột cân cũng khá to á. To hơn ngón tay cái của Long ở những cái đầu cân này. Đây, cái đường thanh bay của nó nhìn rất đẹp. Rồi, em xin phép em đo kích thước nha. Củ to kìa. Mình củ của nó là 37 à. Củ là 37 cm. Chiều cao của nó là 31. Cao 31. Cái tán ngang, cái tán bay ra của nó là 72. Thì cây này em xin giao lưu với giá là 3.500.000 ạ. 3.500.000 cho tác phẩm cây linh sam mã số 10 này quý vị ha. Dạ. Rồi ok em, chúng ta sẽ bước sang tác phẩm cây số 11. Rồi tác phẩm cây mã số 11 đây quý vị ơi. Tác phẩm số 11 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái nha. Sam núi trái. Dạ, dáng hát đổ luôn. Thần chậu, đế nôm ha, phân tàn mịn. Cốt cành già. Và cây hầu như là liền lạc không có sẹo luôn nha quý cô chú anh chị. Sam núi trái quý vị nhé. Dạ. Cái này thì nó có bộ đế răng rễ nốm đó quý vị. Dạ. Đây quý anh chị mình có thể cảm nhận một tác phẩm cây sam núi trái răng rễ nốm như thế này đây. Đường thân đổ xuống. Dạ. Thân đổ co lắc này. Phong tàng cơ bản là ok hết rồi. Dạ. Rồi, mình sẽ tiến hành đo thông số báo giá tác phẩm cây sam núi trái mã số 11 này đi ha. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành của nó là 14 ạ. Hoành thân là 14 cm. Dạ. Chiều cao là 36. Cao 36 cm. Tán ngang là 54. Ngang 54 cm ha. Và nó đổi xuống là 60. Đổ xuống là 60 cm. Dạ. Thì cây này em xin Zalo với giá là 4.800.000 luôn ạ. 4.800.000 cho tác phẩm cây sam núi trái mã số 11 này quý vị. Dạ, ha. 4.800.000 bao ship cả chậu. Rồi ok em, chúng ta sẽ sang tác phẩm cây số 12. Dạ. Tác phẩm cây mã số 12 đây quý vị ơi. Tác phẩm số 12 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam nha. Linh sam hoa tím ạ, linh sam song hình nha quý cô chú anh chị. Và cái đường thân nè, nó co lắc và cục bú của nó rất là đẹp luôn. Quái. Quái cây hả? Dạ, phơm tàn thì cũng to nữa. Đây. Xe bánh rất là rõ ràng và cây đang lên chân bông đầy cây hết nha quý cô chú anh chị. Đây, chúng ta cùng ngắm nhìn. Cái này nó gọi củ đi được đào tạo rất là hay quý vị này. Đấy. Toàn bộ phơm tàn. Những cái đầu cành nó to bằng ngón tay cái hết rồi. Nói chung là cây rất là già luôn đó quý chú anh chị. Già cây ha. Phong tàng đồ ok hết rồi quý vị ạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Ok. Hoành củ của nó là, cái củ này của nó là 44 ạ. Củ là 44 cm. Chiều cao của nó là 40. Cao 40 cm. Tán ngang là 83.
Hàng là 83 cent ha. Cây này em xin giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu 500k cho tác phẩm cây Linh Sam Song Hinh. Dạ. Mã số 12 này quý vị ạ. Dạ. Ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm cây mã số 13 quý vị. Dạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 13 đây quý vị ơi. Mã số 13 em xin giới thiệu đây là một cây ổi nha. Ổi tàu siêu trái nữa ha. Đúng rồi, ổi tàu siêu trái. Đường thân co lắc ha. Đây quý anh chị có thể cảm nhận một tác phẩm cây ổi tàu đường thân co lắc cũng khá là đẹp đấy. Dạ đúng rồi, đang cho trái luôn. Đang cho trái đại cây. Cây già ha. Bông trái này. Mặt đế. Đế cũng tạm ổn. Và đường thân của nó ha. Đường thân này, đường thân co lắc này. Nhìn thấy chưa? Cũng khá khá cây quý vị ha. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành đo thông số và báo giá tác phẩm cây ổi tàu mã số 13 này quý vị. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành của nó là 17 ạ. Hoành là 17 cm. Chiều cao của nó là 41. Cao 41 cm. Và cái tán bay của nó là 75. Vậy là 75 cm ha. Ừ. Để em lấy tán ngang cho nó nhiêu. Tán ngang là 40 ạ. Ngang là 40 cm. Thì cây này em xin giao lưu với giá là 2 triệu ạ. 2 triệu cho tác phẩm cây ổi xẻ mã số 13 này ha. Dạ. Bao ship cả chậu luôn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ sang cây mã số 14. Dạ. Rồi, tác phẩm cây mã số 14 đấy quý vị ơi. Tác phẩm số 14 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu luôn nha. Tiếp tục lại một em ổi tàu nữa ha. Dạ, lắc ngóc đầu lên. Đang cho trái trên cây luôn. Cái này đường thân của nó cũng rất là nghệ thuật này quý vị. Dạ. Và đặc biệt thì cái này nó có bộ đế nó cũng khá luôn. Khá luôn. Đây, anh chị mình có thể thấy bộ đế của cái ổi này cũng khá cái quý vị. Thân hả? Đường thân con này thì duyên cây. Thì lắc rất là duyên. Rất là duyên. Có trái trên cây quý vị nhé. Trái đây. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này nha. Quanh của nó là 18 ạ. Hình thân là 18 cm. Ừ. Chiều cao của nó là 35. Cao 35. Và tán ngang của nó là 50. Thì cây này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 em bao ship ạ. 1 triệu 800k cho tác phẩm cây ổi xẻ mã số 14 này quý vị ạ. Dạ. Dạ, cả chậu luôn nha quý chú anh chị. Giá rất là mềm ạ. Rồi, ok em. Chúng ta sẽ bước sang một tác phẩm tiếp theo cây cuối lít mã số 15 quý vị. Rồi, tác phẩm cuối clip đấy quý vị ơi. Dạ, tác phẩm cuối clip thì em cũng xin giới thiệu đây là một cây khế ngân nha. Một cây khế em khế ngân. Dạ, rất là già luôn rồi nha quý chú anh chị. Đường thân coi nè. Đế lết. Cốt cành già, đùi cành to ha, phơm tàn mịn. Cái này khá là nghệ thuật đó quý vị ạ. Dạ. Cây thuần chậu luôn nha quý chú anh chị. Một em khế ngân. Dạ. Cây to lắm. Đây, quý anh chị mình có thể thấy được một cái bề đế ở phía dưới gần như là ôm kín mặt chậu rồi quý vị. Dạ. Đấy, cột cành ở phía trên thì cũng khá khá ha. Đây. Khá khá to quý vị ạ. Giá thì bao nhiêu tiền cho tác phẩm cây khế ngân này hả bà Sơn? Cây này giá 8 triệu rưỡi anh. 8 triệu 500k cho tác phẩm cây khế ngân mã số 15 này quý vị ha. Dạ. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành thân của nó là 31. Phần thân là 31 cm. Bệ đế của nó là 81. Bề đề là 81. Bự lắm nha quý cô chú anh chị, 81 không có nhỏ đâu. Chiều cao là 67. Cao là 67 cm. Dạ, tán ngang của nó là 105. Tán ngang là 105. Dạ, em xin giao lưu với giá là 8 triệu rưỡi ạ. 8 triệu 500k cho tác phẩm cây khế ngân.
cái quý clip hôm nay quý vị ha. Dạ. Rồi, ok. Thì qua đây Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra một chút thời gian của bảo để theo dõi hết tài vườn của bé Mai Xuân Lê quý vị ha. Cũng hy vọng sẽ được sự đồng xem và ủng hộ quý anh chị mình. Và bây giờ thì Long xin phép được khép cuốn video này lại tại đây quý vị. Ok ha. Yeah.